Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Sau các việc đó, Nahash, vua dân Amon băng hà, và con trai người kế người làm vua. David nói, ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahash, vì cha người đã làm ơn cho ta. David bèn sai những sứ giả đến an ủi người về sự cha người đã băng hà. Vậy, các đầy tớ của David đến cùng Hanun tại trong xứ dân Amon đặng an ủi người. Nhưng các quan trưởng dân Amon tâu với Hanun rằng, vua há có tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng vua là vì tôn kính thân phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến cùng vua, há chẳng phải để tra xét và do thám sứ hầu cho hủy phá nó sao? Hanun bèn bắt các tôi tớ của David, biểu cạo râu họ đi, cắt áo họ từ chặng phân nửa cho đến lưng, rồi đuổi về. Có người đi thuật cho David hai việc các người này. Người sai đi đón các người ấy vì họ xấu hổ lắm. Vua biểu rằng, hãy ở tại Jericho cho đến khi râu các ngươi đã mọc, bây giờ sẽ trở về. Khi dân Ammon thấy David lấy họ làm gớm ghiếc, thì Hanun và dân Ammon bèn sai người đem 1.000 ta lân bạc, đặng đi đến Mesopotami, Aramaaka và Soba, mà mướn cho mình những xe cộ và quân kỵ. Chúng mướn cho mình 32.000 cỗ xe, vua xứ Maaka với dân người. Họ kéo đến đóng tại trước Medeba. Dân Ammon từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. David hay điều đó, bèn sai Joab và cả đạo binh đều là người mạnh dạn. Dân Ammon kéo ra dàn trận nơi cửa thành, còn các vua đã đến phù trợ đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Khi Joab thấy quân thù đã bày trận đằng trước và đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong đạo quân Israel mà dàn trận đối cùng quân Syri. Quân lính còn lại, người phú cho Abishai là em mình, chúng bày trận đối với dân Ammon. Người nói, nếu quân Syri mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh. Còn nếu quân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em. Khá vững lòng bền chí, hãy vì dân ta, vì các thành của Đức Chúa Trời ta mà làm như cách đại trượng phu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Vậy, Joab và quân lính theo người đều đến gần đối cùng quân Syri đặng giao chiến. Quân Syri chạy trốn khỏi trước mặt người. Khi quân Ammon thấy quân Syri đã chạy trốn, thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai em Joab mà trở vào thành. Joab bèn trở về Jerusalem. Khi quân Syri thấy mình bị thua trước mặt Israel, bèn sai sứ giả đến biểu dân Syri ở bên kia sông ra. Có Sô-phát, quan tướng của đạo binh Hadarese, quản lãnh chúng nó. David hay điều đó, liền nhóm cả Israel sang qua sông Giô-đanh, đến cùng quân Syri và dàn trận nghịch cùng chúng nó. Vậy, khi David đã bày trận đối với dân Syri, thì chúng nó đánh lại với người. Quân Syri chạy trốn khỏi trước mặt Israel. David giết của quân Syri 7.000 lính cầm xe, 4.000 lính bộ và cũng giết Sô-phát, quan tổng binh. Khi các đầy tớ của Hadarese thấy chúng bị bại trước mặt Israel, bèn lập hòa cùng David và phục dịch người. Về sau, dân Syri chẳng còn muốn tiếp cứu dân Ammon nữa. Chương 20. Qua năm mới, lúc các vua thường ra đánh giặc, Joab cầm đạo binh kéo ra phá hoang xứ dân Ammon. Người đến vây thành Rabba, còn David ở tại Jerusalem. Joab hãm đánh Rabba và phá hủy nó. David lấy mão triều thiên của vua dân Ammon khỏi đầu người, cân được 1 ta lân vàng, và ở trên có những ngọc báu. Bèn lấy mão triều thiên ấy đội trên đầu David. Lại từ trong thành, người lấy ra rất nhiều của cướp. Còn dân sự ở trong thành, người đem ra mà cắt xẻ ra hoặc bằng cưa,
hoặc bằng bừa sắt hay là bằng rìu. David làm như vậy cho các thành của dân Ammon. Đoạn, David và cả quân lính đều trở về Jerusalem. Sau việc đó, Sảy có chinh chiến với dân Philistine tại Gê-xê. Khi ấy, Sibekai, người Hushatit, đánh giết Sibbai, vốn thuộc trong dòng kẻ dình dàng. Chúng bèn bị suy phục. Lại còn giặc giả với dân Philistine nữa. Enhanan, con trai của Jair, đánh giết Lát-mi, em của Goliath, người Gát. Cái cán giáo người lớn như cây trục của thợ dệt. Lại còn một trận đánh nữa tại Gát. Ở đó có một người tướng tá lớn cao, có mỗi tay 6 ngón và mỗi chân 6 ngón, hết thảy là 24 ngón. Hắn cũng thuộc về dòng dình dàng. Hắn sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai của Shimea, em của David, đánh giết người. Những kẻ đó đều thuộc về dòng dình dàng tại Gát. Chúng đều bị tay David và tay các tôi tớ người giết đi. Chương 21. Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng: hãy đi lấy số dân sự từ Beersheba cho đến Dan, rồi đem về tâu lại cho ta, để ta biết số họ. Joab thưa: nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó? Nhưng sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy, Joab ra đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab đem tâu cho vua tổng số dân. Trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm. Trong Juda được 47 vạn người cầm gươm. Nhưng Joab không có cai số người Lê-vi và người Benjamin, vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài hành hại Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn, nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đức Giê-hô-va phán với Gác là đấng tiên kiến của David rằng: hãy đi nói cùng David. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi. Gác bèn đến cùng David thưa với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy chọn mặc ý ngươi, hoặc 3 năm đói kém, hoặc bị thua 3 tháng tại trước mặt cừu địch ngươi và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị 3 ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Israel. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào, tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi. David nói với Gác rằng: ta bị hoạn nạn lớn, ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va vì sự thương xót của Ngài rất lớn, chớ để ta sa vào tay của loài người ta. Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel, có 7 vạn người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó. Đang khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy bèn ăn năn việc tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đạp lúa của Ornan, người Jebusit. David ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa lừng trời, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đang mặc bao gai liền sấp mình xuống đất. David thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác. Còn các con chiên kia đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi, nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó. Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biểu Gác nói với David phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đạp lúa của Ornan, người Jebusit.
David đi lên theo lời của Gác đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra. Ornan xây lại thế thiên sứ, bốn con trai người ở với người đều ẩn mình đi. Và bây giờ Ornan đang đạp lúa miếng. David đi đến Ornan. Ornan nhìn thấy David bèn ra khỏi sân đạp lúa, sắp mình xuống đất trước mặt David mà lại. David bảo Ornan rằng: "Hãy nhượng cho ta chỗ sân đạp lúa, để ta cất tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Hãy nhượng nó cho ta thật giá bạc nó, hầu tai vạ ngừng lại trong dân sự." Ornan thưa với David rằng: "Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cổ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miếng để dùng làm của lễ chay, tôi dâng cho hết cả." Vua David nói cùng Ornan rằng: "Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó, vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn chi cả." Ấy vậy, David mua cái chỗ sân ấy, trả cho Ornan giá bằng siếc lơ vàng, cân nặng 600 siếc lơ. Tại đó, David cất một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu. Đức Giê-hô-va dạy biểu thiên sứ. Thiên sứ bèn xỏ gươm mình vào vỏ. Trong lúc đó, David thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời mình tại trong sân đạp lúa của Ornan người Giê-bu-sít, thì người bèn dâng của lễ tại đó. Vì cái đền tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã làm trong đồng vắng và cái bàn thờ về của lễ thiêu trong lúc đó đều ở nơi cao tại Gabaôn, David không dám đi đến trước mặt bàn thờ ấy đặng cầu vấn Đức Chúa Trời, bởi vì người kinh hãi gươm của thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Thi thiên 135. Hallelujah, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va là thiện. Khá hát ngợi khen danh Ngài vì ấy là vui. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trỗi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, hoặc trên trời dưới đất, trong biển hay là trong các vực sâu. Ngài khiến mây bay lên từ nơi cùng đầu đất, làm chớp nhoáng theo mưa, khiến gió ra từ các kho tàng của Ngài. Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ loài người cho đến loài thú vật. Sai đến giữa Ê-díp-tô những dấu kỳ phép lạ, hại Pha-ra-ôn và hết thảy các tôi tớ người. Cũng đánh bại lắm dân tộc lớn và giết các vua mạnh mẽ, tức là Si-hôn vua dân Amorít, Ốc vua Ba-san và hết thảy vua xứ Ca-na-an. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp cho Israel là dân sự Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời, kỷ niệm Ngài trải qua đời này đến đời kia. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài. Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi nhà Israel hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà A-rôn hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Lê-vi hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va. Đáng từ Si-ôn chúc tụng Đức Giê-hô-va, là đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem. Hallelujah. Chương 4. Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: "Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời."
Ma quỷ bèn đem ngài vào nơi thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giêsu phán: Cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: Ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu nghe dân bị tù rồi, thì ngài lánh qua xứ Galilê. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sabulon cùng xứ Nephtali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Đất Sabulon và Nephtali ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Galilê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phi-e-rơ với em là An-rê đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ con của Cê-bê-đê với em là Giăng đang cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo ngài. Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng ngài đồn ra khắp cả xứ Syri. Người ta bèn đem cho ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại sụi, thì ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Galilê, xứ Decapolơ, thành Jerusalem, xứ Giu-đê cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo ngài. Chương 5. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian.
Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tù. Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liện nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình thì hãy cho vợ cái tờ để. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng, phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắng, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,
hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại, nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.